tôi giới thiệu với mọi người một chút. Hôm nay chúng ta có một đồng tu mới là Lão Từ. Chào anh. Chào anh. Hàng ngày mọi người đều họp ở đây à? Lão Từ, cái này không phải là họp, là sau khi luyện công xong, nếu như mọi người không bận thì ở lại cùng nhau nói chuyện thôi. Nhưng buổi tối chúng tôi có một lớp học pháp, nếu như anh có thời gian thì đến học pháp đi. Lớp học pháp ở nhà tôi gửi địa chỉ cho anh. 7 giờ rưỡi mỗi tối là bắt đầu. Được, cảm ơn nha. Hôm nay mọi người có trải nghiệm tu luyện gì, hoặc là câu chuyện đề cao tâm tính của bản thân thì hãy chia sẻ với mọi người. Ngày 23 tháng 4 năm 1999. Ai ai cũng đắc đạo là điều không thể, là người kiên định tu luyện rồi. Còn cần xem chư vị có thể tu xuất lai hay không, còn cần xem chư vị có thể hạ quyết tâm tu hay không. Ai ai cũng thành Phật là điều không thể. Người nào chân tu đại pháp, đọc sách này cũng sẽ gặp trạng thái như thế, cũng lại được hết thảy những gì đáng được đắc. Buổi học pháp hôm nay đến đây thôi. Mọi người có thể ngồi gì muốn chia sẻ không? Vậy tôi xin nói trước. Nhà tôi mở một tiệm tạp hóa. Trước kia tôi rất coi trọng phần lợi ích trong này. Ngày ngày xem sổ sách, hôm nay nhiều rồi, ngày mai ít đi, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm. Sau khi học pháp, sư phụ nói với chúng ta, toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Tôi nghĩ, đây chẳng phải là tâm chấp trước của mình hay sao? Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị tranh cũng không được. Dần dần, tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Chị sẽ rất là hay. Xin lỗi, chị gái tôi là Thiên Tân gọi. Vì nghe điện thoại nên đến muộn mất. Thiên Tân bắt người rồi. Bắt người? Bắt ai? Công an Thiên Tân bắt người tu luyện Pháp Luân Công. Tại sao chứ? Nghe nói tạp chí Thiên Tân đăng lên bài viết nói Pháp Luân Công là mê tín. Pháp Luân Công trị được bệnh, không phải rõ ràng sao? Chân của tôi bị liệt, luyện công thì đã khỏi rồi, cái gì mà mê tín chứ, vớ vẩn. Đúng thế. Vì thế mọi người đến chỗ phòng hình sự để hỏi rõ sự tình. Kết quả đúng là có người bị bắt. Tùy ý bắt người vậy sao? Còn có luật pháp nữa không đây? Bây giờ làm sao đây? Tôi nghe bà chị ở Thiên Tân nói, bọn họ tập hợp các đồng tu lại, đến đồn công an đòi người rồi. Kết quả công an nói là họ không quyết định được, bảo họ phải đi đến Bắc Kinh để khiếu nại. Hả? Đi Bắc Kinh á? 11 tháng 6 năm 1999, Cục trưởng Triệu, những tài liệu điều tra ở đây hết rồi. Lão Từ à, tôi không cần những cái này. Thứ tôi cần là chứng cứ. Pháp Luân Công nguy hại tới xã hội, phải có chứng cứ xác thực. Đúng, đúng. Cục trưởng Triệu, tôi vẫn luôn điều tra để thu thập chứng cứ anh cần. Nhưng thật sự tôi không tìm được. Các cậu biết ngày 25 tháng 4 có bao nhiêu Pháp Luân Công đi Bắc Kinh không? Hàng vạn người đấy. Cuộc họp hôm nay là có chuyện quan trọng muốn thông báo tới mọi người. Trung ương đã ra quyết định trừ diệt Pháp Luân Công. Hôm qua, ngày 10 tháng 6, Trung ương đã thành lập Trung tâm ngăn chặn và đối phó các vấn đề giáo phái, viết tắt là văn phòng 610, phát lệnh các tỉnh, thành phố, quận huyện đều phải thiết lập văn phòng 610. Cụ thể là đối phó với Pháp Luân Công. Cục trưởng Triệu, đối phó với Pháp Luân Công có công an chúng ta là được rồi mà, lại còn văn phòng 610 để làm gì? Công an thì có bao nhiêu quyền lực chứ? Các cậu có biết, văn phòng 610 kiểm soát công an, thanh tra và tòa án, còn có thể tự ý điều động các nguồn lực xã hội, bao gồm quân đội, cảnh sát vũ trang, tài chính, ngoại giao, y tế và thông tin. Tất cả các bộ đều phải phối hợp với văn phòng 610. Giám đốc phòng 610 của quận chúng ta là do tôi đảm đương. Mọi người phải nghiêm túc làm việc. Đây là cơ hội đấy, hiểu rõ chưa? Giải tán đi, không luyện Pháp Luân Công nữa. Trung ương đã ra chỉ thị rồi, không được luyện nữa, khai trừ Pháp Luân Công. Không được luyện nữa, không được luyện nữa. Nói không được luyện là không được luyện. Đừng có tranh cãi với tôi. Còn tranh cãi nữa, tôi sẽ bắt hết lại đây. Giải tán hết đi.
Các người tưởng không cho luyện pháp luân công ở các địa điểm luyện nữa là xong chuyện rồi à? Nói cho các người biết, chủ trương mới nhất của Trung ương là đối với đám người luyện pháp luân công này phải bôi nhỏ thanh danh, bắt kịp tài chính, hủy hoại thân thể. Cục trưởng Triệu, Trung ương có cho ra văn kiện liên quan đến chuyện này không? Liên quan đến vấn đề pháp luân công, Trung ương sẽ không cho ra bất cứ văn kiện của đảng nào hết. Chỉ có điện truyền bí mật và lời truyền miệng cũng sẽ không ký tên. Những vấn đề cụ thể như vậy thì đừng nên hỏi nữa, chấp hành mệnh lệnh là được rồi. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tối nay là hành động bí mật thống nhất trên phạm vi toàn quốc, không ai được sơ hở. Bắt đầu hành động. Vậy rồi là ai vậy chứ? Để anh ra xem. Liễu hả? Anh mau đi đi. Đi trốn vài ngày. Em nói gì vậy Liễu Hoa? Sao thế? Em không có thời gian giải thích. Tối nay có hành động, em không thể nói nhiều hơn được. Tóm lại, anh mau đi đi, đi ngay lập tức. Hay không? Còn nữa, sau này đừng luyện pháp luân công nữa, cũng đừng quay lại với những người đó nữa. Đợi đã, em nói không luyện pháp luân công nữa là vì sao? Vì không phải ngồi tù. Liễu Hoa, Liễu Hoa, Tại Vi, anh mau đi trốn đi. Anh trốn gì chứ, anh có phạm pháp đâu. Em cảm thấy cô ấy bị anh nên mới đến đây báo tin cho chúng ta. Hay là anh cứ nghe lời cô ấy đi, đi trốn vài ngày đi. Cô ấy kêu anh đừng liên lạc với những người luyện pháp luân công khác. Anh cũng phải nghe à? Vào tù. Tù? Thiên Vương, Ngô Tuấn Anh, anh phải thông báo cho họ biết. Đại Vi, Đại Vi, trên danh sách có 5 người, tại sao mới chỉ có 3 người? Cục trưởng Triệu, Trương Lôi đi công tác ở nước ngoài, mấy hôm trước đã đi rồi. Lưu Đại Vi, vợ anh ấy nói anh ấy đến thôn Lữ Gia rồi. Cục trưởng Triệu, xin yên tâm, tôi sẽ theo dõi. Chỉ cần họ quay lại là sẽ bắt ngay lập tức. Đừng chỉ biết nói. Người đâu? Tôi cần thấy người. Cục trưởng Triệu, thật ra bắt người cũng không phải là cách. Ý cô là sao? Ý tôi là chúng ta cũng đã bắt những người cốt cán trong việc này rồi. Bắt được những người cốt cán rồi thì những người còn lại cũng không dám luyện nữa. Thêm vào đó là công tác giáo dục tư tưởng sẽ làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như vậy là tốt nhất. Tôi nói cho cô biết, chỉ thị mới nhất của cấp trên, trong vòng 3 tháng bắt buộc phải giải quyết triệt để pháp luân công. Đoàn Thanh niên Cộng sản ra thông báo thành viên Đoàn Thanh niên Cộng sản không được phép tập pháp luân công. Lần trước kêu anh tìm một vài bệnh nhân nặng, anh làm thế nào rồi? Bệnh nhân bệnh nặng ở bệnh viện chúng tôi có rất nhiều, nhưng vừa nói họ phải giả làm người luyện pháp luân công, còn phải lên truyền hình thì họ... Anh có nói với họ là họ có thể giảm tiền viện phí không? Nói rồi, hỏi nhiều bệnh nhân nhưng không ai chịu làm.
Với lại, không chỉ là bệnh nhân, đến bác sĩ cũng không muốn phối hợp. Dù sao, đây cũng là chuyện trừng mắt nói xạo. Mấy anh cũng biết mà. Viện trưởng Vương, tôi nói cho anh biết, đây là nhiệm vụ chính trị. Trưởng khoa viên, cô nói với anh ta đi. Chẳng phải Pháp Luân Công luôn được nói là có tác dụng thần kỳ trong việc trị bệnh, bảo vệ sức khỏe sao? Cho nên bây giờ chúng ta muốn tìm một số bệnh càng ly kỳ, càng nghiêm trọng càng tốt. Nói thẳng ra vậy, chúng tôi cần tìm một số bệnh nhân bệnh nặng để bôi nhỏ Pháp Luân Công. Sao nào? Có làm được không? Chuyện này... đúng rồi. Bệnh viện các anh có phải có một bác sĩ thực tập cũng luyện Pháp Luân Công đúng không? Tên Tiểu Hoại gì đó. Đúng, tên là Chu Tiểu Hoại.